Xin chào anh chị em. Hôm nay mình mới về chiếc máy lọc nước ion kiềm dầu Hero. Chỉ số oxy hóa khử trong nước cực kỳ thấp. Máy có model máy Panasonic TK8051. Nó máy có đèn LED. Đây là mình thử bấm này, đó. Máy đèn LED rất là đẹp. Máy có giọng nói chỉ dẫn và tạo độ pH từ 3.0 5.5 nước trung tính để uống sữa này, nước 8.5 để chúng ta uống thường xuyên cho những người mới bắt đầu làm quen với nước ion kiềm. Tiếp theo 9.0 chúng ta dùng để nấu cơm và để uống thường xuyên cho những người đã uống quen nước 8.5. Tiếp theo là nước 9.5 chúng ta dùng để pha trà, pha cà phê và uống thường xuyên như nước điện giải. Tiếp theo là nước có độ pH 10.0 dùng để ngâm rau củ quả để loại bỏ thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật còn dư đọng trên rau củ quả. Máy này thì rất là hiển thị độ pH này, có tự động vệ sinh nõi lọc này, báo thay thế nõi lọc này, chế độ liên tục này, giảm giọng nói, tiếng nói ở đây này. Đó. Bộ máy này thì mình bán theo lõi lọc mới nha anh em. Đó. Đây là lõi lọc mới ở bên Nhật. Đây. TK78151, đây là cái mã của cái lõi lọc. Lõi lọc này có tầm lõi lọc là 12.000 lít. À, đây là hộp hướng dẫn đây. Đó. Rồi, ai có nhu cầu mua chiếc máy này thì vui lòng liên hệ với mình. Ngoài ra bên mình còn rất nhiều dòng máy giá từ khoảng 2 triệu cho đến 20 triệu, 30 triệu tùy từng máy. Máy này là máy đã qua sử dụng nhưng mà lõi lọc thì là lõi lọc mới hoàn toàn. 12.000 lít thì chúng ta dùng gia đình bình thường thì chắc là khoảng dùng ở khoảng 3 năm, 3 4 năm tùy gia đình dùng ít hay dùng nhiều. Đây. Đó, máy Panasonic đây. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Bên mình thì chuyên bán bếp từ, máy lọc nước ion kiềm hàng nội địa Nhật, máy nồi cơm điện, bếp điện từ này, máy lọc không khí, rồi rất nhiều loại mặt hàng khác nữa. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình. Xin cảm ơn. Bên mình còn cả máy rửa chén nữa anh em, máy rửa chén bát, giá cũng từ khoảng 2 triệu cho đến khoảng 13 triệu, 12 triệu. Nồi cơm thì cũng từ 1 triệu cho đến 6-7 triệu. Rồi, xin chào tạm biệt mọi anh em.